Đến 14 giờ 30 ngày 22 tháng 10, Công an quận Thủ, thành phố Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong. Theo người dân, khoảng 12 giờ trưa 22 tháng 10, bà Từ Thị Hoàng 1980, quê Hà Tĩnh, chỉ huy xe máy mang hồ số 38-163, 23 lưu thông trên tỉnh lộ 43 theo hướng Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn qua địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bất thần có một xe máy từ trên vỉa hè chạy xuống nên bà Hòa tấn công lái ra ngoài để né thì xảy ra đụng phải chiếc xe tải mang hồ số 51-36-045 do bác tài Phạm Hồng Quảng 1987, quê Ninh Bình, chỉ huy. Sự cố khiến bà Hòa trượt xuống đường, bị bánh xe tải cán qua đầu tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nhẹ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.